Vâng, em xin chào các bác nhé. Hôm nay em tiếp tục lên cho các bác thêm một cái bộ giàn non QNBX hàng bãi nữa cho bác nào đang cần nhé. Đấy, bộ này thì nó về thì nhìn chung là so với hàng bãi thì con này là còn rất là đẹp này. Đấy, các bác có thể thấy nhé. Đấy, còn cái việc hàng bãi đương nhiên nó sẽ không tránh được một vài cái vết xước sát đấy. Đấy, hay là xuất góc xuất cạnh một xíu nó không tránh được 100% đây, nhưng mà đây các bác có thể thấy này, bộ giàn còn rất là đẹp nhé. Đấy. Đấy, các bác có thể thấy nhá. Đấy, Oncon NBX. Loa NBX và cục NBX luôn này, tức là hàng đồng bộ của nó nhá. Đấy, nghe rất là, những cái bộ này thì nghe nhạc rất là hay. Đấy. Với cái công nghệ loa bát màng trắng bát lõm, sợi kết na. Đấy. Kết nối được TV smart, kết nối được điện thoại máy tính qua các đường dây AV ở đây. Như em đang cắm máy tính qua đường dây AV này và được kết nối đường quang qua dây quang này. Đấy, thì em sẽ test cho các bác ở đường quang luôn nhé. Những cái bộ hàng bãi như này thì em xin nói luôn là bên em chủ yếu là bán là bao chạy công suất để về các bác cắm điện thoại máy tính và kết nối TV smart nghe nhạc các bác nhé. Còn đâu CD MD là em không bao. Đấy, cái này các bác về tự test. Đấy, vì cái CD này bây giờ nói chung nó ít dùng rồi. Đấy, đây. Hàng thì ok nhé, đẹp này. Đấy. Đấy. Mặt mũi ok. Đấy. Còn tất nhiên đây là hàng bãi thì góc cạnh hay cái gì đó nó có một tí xước sát để nó không tránh được nhá. Đấy. Đấy, nhưng mà con này thì hàng cực kỳ đẹp rồi. Đấy, NBX. Thì về cái chất âm con này thì em cũng không phải bàn rồi đúng không? Bây giờ em chủ yếu em mở cho các bác nghe xem là bộ dàn nó còn phát ra tiếng hay không thôi. Đấy. Đấy đây. Đấy. Bộ này em bán rất là nhiều rồi. Bán rất là nhiều cái bộ này rồi nên là về tính năng của nó chắc là các anh xem kênh của bên em nhiều anh biết. Đời anh đây đó mười phương gặp em anh đã thương càng thương đôi môi đầy sông thương tia mắt sao dạt sóng ngọc xuân son nét nga khuôn trắng tròn tình em cao vút trường sơn gặp anh em ước mong gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn cấm còn gì cho bạn lối yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười dặn dò thêm lần cuối sách trao cho bầy em lưu bút ghi vài đứa quen ngày lành hắm gió ai mới chiếc xe màu chờ đám trắng sang cầu đấy. Hai loa đều chạy này đấy nhá. Đấy. Thì em rút từng cái tín hiệu của từng dây ra để các bác có thể thấy là từng bên là vẫn đang có tiếng bình thường đúng không ạ? Đây đường quang này, đây đường quang nhá, đây đường quang mình ấn input ở đây này, input trên này nhé, vận chuyển nó sang đường vào nó có tên là đường digital nhé, cái đường này. Sau đó mình phát nhạc từ cái nguồn phát quang ra thôi. Đây, ví dụ như con này. Đây. Ví dụ như em đang dùng cái đầu CD để em phát quang nhé. Đây. Mong bác chờ tí để cho nó loát bài của CD đã nhá. Đây. Ok, đường quang này. Chạy ok nhá. Đấy. Oncon NBX. Một mái xa nhau xin nhớ trao nhau nụ
cuộc tình người, hẹn hò nhau đến kiếp mai. Đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đời tình đã mù. Đấy, ok nhá. Đó thì thì con này là bên em bán là đấy, hàng nó như vậy nhá, em quay rất là chi tiết cho các bác này, các cái góc cạnh của từng cái cục này, loa này, đấy nhá. Thì bác nào thấy con này ok đấy, thì alo cho bên em để chốt hàng nhá. Con này thì là giá của nó bình thường, những con hàng đấu mạng đó là những con hàng đấu mạng ấy, thì là giá của nó rơi vào khoảng tầm 3,2-3,5 triệu một bộ nhá. Thì với bộ này thì nó hàng bãi thì giá nó cũng sẽ rẻ hơn. Thì với bộ này thì giá của nó là 2,650,000. Đấy, bác nào đang có nhu cầu mua cái bộ này thì alo em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhé. Số điện thoại liên hệ như vậy. Vâng, và địa chỉ cửa hàng ở tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đấy. Bác nào mua hàng vui lòng liên hệ số hôm nay phía trên. Vâng. Em xin cảm ơn các bác. Vâng, xin chào các bác. Vâng.